Thầy chào các em đã đến với kênh của thầy. Trong video này thầy hướng dẫn các em học bài số 1 sách giáo khoa tin học lớp 6. Đây là sách kết nối tri thức với cuộc sống nhé các em. Thì trong bài số 1 này các em sẽ tìm hiểu về thông tin và dữ liệu ha. Phần đầu tiên là phần số 1, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm thế nào là thông tin và thế nào là dữ liệu. Thì ở đây thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và hiểu biết về chính bản thân mình, thì đó là thông tin. Thì để làm rõ hơn khái niệm này, thầy sẽ đưa ra một số ví dụ để các em hiểu rõ hơn ha. Đây thì các em thấy đây, các em nhìn ở đây, các em thấy đây là lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27 tháng 1. Đây thì các em nhìn vào đây thì các em hiểu được điều gì? Các em có thể xem những cái thông tin ở đây. Thì ở đây là đội Australia với đội Việt Nam là lúc 16 giờ 10 ngày 27 tháng 1, còn đội tuyển Nhật Bản với Trung Quốc thì lúc 17 giờ ngày 27 tháng 1. Thì khi mà chúng ta nhìn vào bảng này thì chúng ta biết được là đội bóng nào thi đấu với đội bóng nào vào thời gian nào, đúng không các em? Thì khi mà các em nhìn vào lịch bóng đá này mà các em hiểu được điều đó, tức là những gì mà các em hiểu được đó là thông tin. Đấy. Vào ngày 27 tháng 1 đây, lúc 16 giờ 10 mình sẽ được xem ở trận đấu giữa Việt Nam và Australia. Đó, mình hiểu được điều đó, tức là đó là thông tin nhé các em. Rồi tiếp theo. Thì các em nhìn hình ở đây. Đây, đây là một cái đèn giao thông. Nếu như các em đang tham gia giao thông trên đường mà các em nhìn thấy được tín hiệu đèn như thế này thì các em sẽ làm gì ạ? Chắc chắn là các em sẽ dừng xe lại, đúng không ạ? Thì khi mà các em dừng xe lại, tức là các em đã hiểu được, hay nói cách khác là các em đã có được thông tin. Đây. Đèn đỏ tức là phải phải dừng lại. Đó, đó là cái sự hiểu biết của người tham gia giao thông. Thì cái sự hiểu biết đó đó chính là thông tin nhé các em. Hay là các em nhìn lên trên đây, phía trên đây các em thấy số 17. À, thấy số 17. Tức là mình hiểu được một điều, đó là còn 17 giây nữa mình mới được đi. À, tức là đèn đỏ này còn sáng thêm 17 giây nữa. Thì cái điều đó tức là thông tin. Tức là mình có sự hiểu biết về về số 17 này. Các em nhìn xuống ở đây. Các em thấy không? Cái bảng phụ bên đây có chiếc xe hai bánh nè, chỉ qua bên phải. Thì khi mình nhìn vào đây, mình hiểu được là xe hai bánh á thì sẽ được phép rẽ phải khi có đèn đỏ. Đấy. Thì cái điều đó, điều mình hiểu biết đó, đó chính là thông tin ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ tìm hiểu về dữ liệu các em. Thì thông tin được ghi lên hoặc mang tên thì sẽ trở thành dữ liệu. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số nè, văn bản nè, hình ảnh nè, âm thanh nè. Thì dữ liệu có nhiều dạng như vậy. Thì mình trở lại ví dụ lúc nãy nha. Thì ở đây các em thấy hình đầu tiên nè, có chữ lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27 tháng 1. Những cái dòng chữ ở trên đây chính là dữ liệu. Hay là ở dưới này, đội Australia, chữ Australia nè, Nhật Bản nè, hay là Việt Nam, Trung Quốc nè. Những cái dòng chữ này nó sẽ là dữ liệu nha. Hay là các em nhìn qua bên đèn giao thông này, ở bên trên các em thấy số 17 đây, thì số 17 tức là dữ liệu. Còn ở bên dưới các em thấy đèn đang sáng màu đỏ, thì màu đỏ của đèn, tức là thông qua cái hình ảnh này chúng ta thấy được màu đỏ của đèn này, thì đó chính là màu đỏ, đó chính là dữ liệu. Đây. Ở bên đây có chiếc xe hai bánh có mũi tên chỉ qua phải, thì cái hình ảnh này chính là dữ liệu. Vì tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem ở bên trên á, phần thứ hai này có đề cập đến một cái khái niệm, đó là hoặc mang tin.
Vậy thì quạt mang tin là gì? Quạt mang tin là một cái phương tiện dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin. À, ở đây ví dụ như là giấy nè, viết nè, hay là đĩa CD, thẻ nhớ, vân vân. Thì mình quay lại ví dụ này, quay lại hình đầu tiên nha. Thì nếu như các em nhìn thấy được lịch thi đấu bóng đá này trên một tờ giấy, tức là lịch này được in trên tờ giấy, thì tờ giấy đó chính là quạt mang tin, được chưa? Đấy. Còn nếu như mà các em nhìn thấy lịch thi đấu bóng đá này trên màn hình điện thoại hay là trên màn hình máy tính, thì màn hình điện thoại hay là màn hình máy tính đó chính là quạt mang tin. Tiếp qua đây, qua bên đèn giao thông nha. Thì quạt mang tin bên cái hình thứ hai này là gì? À, quạt mang tin bên hình thứ hai này chính là cái cây cột đèn này các em. Đấy, hay là bảng hiệu, có những con số đây, số 17 nó nằm ở trong trong bảng này. Thì cái bảng này, bảng đèn này tức là quạt mang tin, hay là những cái bóng đèn này là quạt mang tin nha. Còn cái bảng phụ bên đây thì cái bảng này tức là quạt mang tin. Tại nhờ cái bảng này mà có được cái hình ảnh nó nằm ở đây các em. Hay là có những cái nhờ cái trụ đèn này nè, trụ đèn này mà những cái bóng đèn này nó có thể là nó tồn tại ở vị trí này. Thì đó là một vật mang tên nha. Thì thông qua những gì mà các em vừa mới tìm hiểu đó, thì các em làm cho thầy một cái câu hỏi nha. Hai câu hỏi, ở đây có hai câu hỏi các em. Thì câu hỏi số 1, em hãy ghép một ở cột A với một ở cột B cho phù hợp. À, tức là ở đây có hai cột đây, cột A nè và cột B, thì mỗi một cột như vậy thì có ba mục, thì chúng ta sẽ ghép một bên cột A sang một cột B cho nó phù hợp nha. Thì đầu tiên là gì? À, trong cột A đầu tiên là số 1 là thông tin. Okay. Rồi, số 2 là dữ liệu, số 3 là quạt mang tin. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ ghép cái mục số 1 nha. Mục số 1 là thông tin. Thì các em nhìn qua bên đây coi các em xem. Thông tin là các con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh có đúng không? À, chúng ta thấy nó không phù hợp đúng không? Rồi, tiếp theo phần B nè. Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và chính bản thân mình? Vậy rõ ràng thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và chính bản thân mình. Vậy thì mục số 1 này sẽ được ghép với cái mục B nhé các em. Đây. Rồi thứ hai dữ liệu. Thì như lúc nãy thì các em tìm hiểu đó, thì dữ liệu là gì? Thì dữ liệu nó là những con số đâu, hay là những cái dòng chữ, văn bản, hay là những cái hình ảnh nó thể hiện trên đèn giao thông, hay là những hình ảnh khác mà các em có thể nhìn thấy được. Hay là một cái đoạn âm thanh, chẳng hạn như thầy đang nói đây, các em đang nghe được, đó là những cái âm thanh đó cũng có thể gọi là dữ liệu ha. Rồi, thì dữ liệu chính là các cái con số, văn bản và hình ảnh hay là âm thanh. Vậy quạt mang tin là những cái vật dụng nào, bất kỳ vật dụng nào mà nó chứa những dữ liệu á thì mình gọi là quạt mang tin ha. Vậy mình sẽ ghép cái mục 3 này với cái mục C. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành được bài số 1 nhé các em. Bài số 2 nè. Mỗi dòng sau đây là thông tin hay là dữ liệu? Bây giờ mình sẽ xét từng dòng nha. Dòng đầu tiên thì như các em nhìn thấy đây. Đây có số 16, rồi dấu hai chấm, rồi hai số 0. À, đây là những con số đúng không? Thêm có ký hiệu hai chấm ở giữa nữa. Rồi ở bên đây là số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây, thì mình nhìn vào mình thấy được những con số thôi. Chứ mình không biết những con số này có ý nghĩa gì các em. Nó là gì nữa. Ha. Thì khi đó thì nó là dữ liệu. Tại vì mình nhìn vào một cái dãy số như thế này, mình không biết nó có ý nghĩa là gì. Mình không hiểu là dãy số này nó có tác dụng gì nữa. Đúng không? Thì như thế là dãy dữ liệu ha. Còn các em nhìn cái dòng bên dưới nè. Khi mà người ta nhìn vào dãy số này mà người ta hiểu được, đó là hãy gọi cho tôi lúc 16 giờ theo số điện thoại 01234567889. Đấy.
nhìn vào những con số bên trên này mà hiểu được điều đó đó, thì cái điều mà chúng ta hiểu đó thì chắc chắn nó sẽ là thông tin rồi. Vậy dòng thứ hai này sẽ là thông tin nhé. Đó. Thầy vừa hướng dẫn các em học xong phần một nhỏ là phần thông tin và dữ liệu, thì trong bài số 1 này, bài thông tin và dữ liệu này, còn phần hai nhỏ và những phần phía sau nữa, thì thầy mời các em đón xem tiếp phần tiếp theo của bài số 1 này trong những video sau nha. Còn ở đây thầy sẽ kết thúc video ở đây. Chúc các em học tập tốt. Cảm ơn các em đã xem video. Nếu như các em thấy hay thì nhớ subscribe kênh của thầy để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em. Bye bye.